Dạ bác, Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em Hiệp Thành. Thì hôm nay Quốc Hùng đóng hộp lên những cái đôi loa Quân Bass 30 hiện tại đang có tại âm thanh Quốc Hùng để cho tất cả bác tham khảo và theo dõi nha. Và em sẽ báo giá luôn. Thì mỗi thứ thì chỉ còn lại một cặp, nên là có nào có nhu cầu thì alo cho em để sở hữu những cái cặp loa chất lượng về karaoke nha. Thì ở đây thì sẽ có là hai cặp loa Mỹ, đó là một cặp loa B-Way BR12 và một cặp JBL MDD212M và một cặp loa châu Âu đến từ Anh Quốc, đó là cặp loa Ohm nha bác nha. Đây là cái cành của nó nha bác, cành của nó này đã tháo ra để cho tất cả bác xem tiếng loa. Và những cái đôi loa này thì bên em cũng đã có video về nội thất ruột gan cho tất cả bác xem, và các bác nào thì cần xem lại nội thất và cũng như là xem video chi tiết về nội thất ruột gan thì các bác cứ liên hệ cho Quốc Hùng kết bạn Zalo qua số đuôi là 0363648777 thì em sẽ gửi ảnh cho tất cả bác sau. Và trong video này thì chủ yếu em quay tổng hợp những cái đôi lo và báo giá. Thì đôi lo đầu tiên là đôi lo B-Way BR12 là một dòng lo full monitor bass 30. Đấy, bass 30 đến từ Mỹ nha bác nha. Canh phía trước nó là canh sắt, thùng là thùng nhựa sằng tổng hợp, nhựa tổng hợp, nhựa sằng nha bác nha. Chịu đựng cái thời tiết rất là tốt. Đó, nắng người trời tốt. Đó. Rồi, thì ở trên này thì nó có vít bách bát để các bác treo. Dòng này là dòng lo thùng nhựa bát, bát của nó là từ neo nên là nó rất là nhẹ nha bác nha, rất phù hợp cho tất cả bác là đi sự kiện này, đi hát chầu hát vang rồi các bác treo ngoài quán cà phê vân vân. Đấy, nó rất ok luôn. Bát 30 dải mic cực kỳ là rộng và tiếng ca nhẹ nhàng sáng tiếng rất là hay, chép mịn. Đó, đôi này thì đây các bác, thì nó sẽ có thông số ở sau này. Đấy, số seri nó đây và đây là cái B-Way Made in Yoda nha, lo 8 ohm và công suất là 400W trên mỗi thùng, đường tín hiệu vào là đường 6 ly. Đấy, đây các bác nha. Rồi em đi vào cho cả bác xem tiếng loa. Vâng, đây là đôi loa mà bên em muốn giới thiệu cho các bác. Tiếng loa nó thì rất là đẹp nha, tiếng loa rất là đẹp này. Đó, và cái hàng này là em bao riêng em bán cho các bác. Nhưng mà về thì cái đôi này thì nó nói chung là những cái dòng này thì nó không trùng series, không trùng cặp đâu nha bác nha, nên nó sẽ hai cái bát nó sẽ hơi bị lệch màu một tí nha bác. Đây, các bác nhìn cái bát màng bát bên này nó sẫm hơn, còn mày bát bên này nó tránh hơn tí. Đó, nó hơi bị lệch màu một tí thì nói chung là lệch màu thì nó cũng tương đối chứ không có nhiều nha bác nha, nên là sẽ có giá cực kỳ là tốt cho các bác để các bác chơi. Thì đôi này thì hiện tại bên em đang có giá là 11 triệu nha bác nha, 11 triệu thì cuối năm rồi thì em cũng để cho các bác giá là vì của đôi này nó cũng là lệch màu nên em sẽ xá cho cả bác giảm giá đôi này 1 triệu cho tất cả bác, còn là 10 triệu nhé, 10 triệu em bao cước cho tất cả bác. Các bác nào chơi cặp này thì alo cho em. Đó, hàng thì bao riêng niên bán chưa đồng chạm gì hết nha bác nha, bao riêng niên bán. Đó, đôi này thì em chỉ có một đôi nha bác nha, một đôi duy nhất thôi. Đấy, rồi ok, tiếng loa rất là đẹp nha bác, tiếng loa cực kỳ là đẹp luôn này. Đấy, bắt 30 nha, 30. Rồi, đó là cái đôi lo B-Way BR12 giá là 10 triệu nha bác nha, cuối năm fix 500 ngàn.
lên màu bát 90 thì bớt 500 ngàn nữa cho tất cả bác. Đó, hàng bao riêng em bán giá là 10 triệu bao cước. Sản phẩm đôi loa thứ hai là đôi loa JBL MDD212 đến từ Utah, lắp ráp tại Mexico. Loa sở hữu là thùng gỗ bọc nấy nha bác nha, bọc nấy. Loa thì còn cực kỳ đẹp, góc cạnh này, góc cạnh này bác, rất đẹp luôn nha, nấy đen. Ê canh lưới sách này, ê canh lưới sách nha. Logo JBL. Đó là tiếng loa nha bác, tiếng loa. Sở hữu một cái bát 30 gần vài tấm dầu, gần vài tấm dầu. Đôi loa cực kỳ là đẹp, tiếng loa rất đẹp luôn. Đây là hồng chép, chép. Trên chép thì nó có logo in chìm JBL, rất đẹp nha, đẹp hết nha bác nha. Là phía trên này JBL này, MDD200, đây là còn nó còn model là MDD212M. Đấy, design Chiura và lắp ráp tại Mexico. Đường tín hiệu đầu vào là đường New Chic và 6 ly. Thông con cực kỳ là đẹp nha bác nha. Đấy, không nỉ thì không tróc, không bung, không góc cạnh thì không xuất mỹ vậy nha, rất đẹp luôn. Đó, đó là đôi loa JBL. Đôi này thì có giá là 13 triệu thì cuối năm thì bên em fix cho cả bác 500k. Đấy. 500k để các bác chơi, giá là còn là 12.500.000, bên em bao cước cho tất cả bác nha. 12.500.000 bên em bao cước. Đấy. Rồi, sản phẩm cuối cùng là sản phẩm đôi loa ôm. Đôi loa ôm đến từ Châu Quang, Anh Quốc, em đang để test nhạc. Thì đôi này thì cũng sơ là một bát 30, gân là gân vải tấm dầu ba sóng. À, chép kèn hồng gan nha, hồng này là hồng gan nha bác nha, chép kèn hồng gan. Đấy, đôi này thì chúng xịn hàng châu Âu, ôm LX4 MK3, thùng gỗ sơn sần, sơn sần đen nha bác nha, sơn sần cát á. Tất cả còn là rất là đẹp, tuyến lo đẹp, bao zin nguyên bản, bao zin nguyên bản nha bác nha. Giá của lo này thì hiện tại bên em đang có mức giá là 12 triệu. Đấy, 12 triệu thì bên em fix cho tất cả bác 500k, còn lại là 11.500.000. 11.500.000 bên em bao cước. Đó. Đôi lo ôm nha bác nha. Đây. Ôm LX4 MK3, công suất là 250W, lo 8 ôm. Đấy. Maze by the Ohm UK nha bác ơi. UK là châu Âu. Đó, sản xuất tại châu Âu nha bác. Đấy, có cả những cái trang web của nó như là trang web của Ohm này. Đấy, logo Ohm được in chìm. Đường vào là đường New Chic. Vâng, và tất cả những cái sản phẩm loa bên em báo giá ra thì tất cả giá thì bên em cũng đã bao cước. Và điều đặc biệt thì cuối năm bên em sẽ tặng cho các bác, khi các bác mua một cặp loa như thế này là một bộ dây loa, bộ dây loa Getmani dây 7 đến từ Đức, mỗi vế là 2,5 m, kèm theo đầu rách cho các bác luôn. Rồi thì các bác nào có nhu cầu mua sắm sản phẩm nào thì alo cho em. Đôi loa ôm có một cặp giá là 11.500.000, giá cuối năm nha bác nha. Đôi lo JBL MDD200 có giá là 12.500.000. Đôi lo Miquay BR12 có giá là 10 triệu nha bác nha. Mỗi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trong qua cùng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.